đến hiện tại thì em vẫn chưa có mối tình nào chính thức. Còn nói về gọi là trên tình bạn với tình yêu ấy, thì cũng có vài mối, nhưng mà đó là kiểu như say nắng thời học sinh hoặc là sinh viên thôi, chứ còn gọi là hai người yêu nhau và tiến tới tìm hiểu nhau thì chưa có. Tại vì em luôn sẵn sàng cho cái chuyện kết hôn đó, tại vì đang thiếu một chú rể bên cạnh thôi. Quá đã. Em thì đã có nhà riêng và đã cũng đã ở riêng đã cũng 7 năm rồi. Có nhà riêng rồi? Dạ đúng rồi. Ở riêng 7 năm luôn? Dạ đúng rồi. Nhà riêng được rồi. Có đất trồng vườn không? Dạ căn biệt thự của mẹ em tới 1.000 m². Trời ơi trời. Chào cô gái. Mời cô gái ngồi. Mời nhà trai. Rồi chào anh trai. Xin mời nhà gái giới thiệu về mình. Em xin chào chị Ngọc Lan, em chào con chào chú Quyền Linh và khán giả trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Thu Trang, năm nay 28 tuổi và hiện tại là nhân viên ngân hàng. Hiện tại em đang sống ở quận 10 và làm việc ở quận 5. Đến đây thì em muốn tìm một nửa của mình. Hy vọng là khi mà ra về em có thể tìm được một nửa đó của mình. Cảm ơn em. Wow, tìm một nửa của mình mà muốn người đó là của mình luôn. Hai đứa về luôn ha. Mời nhà trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào bạn nữ bên kia. Chào tất cả mọi người có mặt tại trường quay ha. Em tên là Quỳnh Minh Đạt, năm nay em 33 tuổi, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 12. Đạt làm gì? Dạ làm bây giờ kinh doanh trái cây tươi nhập khẩu. Tức là mình bán trái cây đó hả? Dạ đúng rồi. Nhập khẩu không hả? Dạ đúng rồi. Rồi. Cái đó là của mình luôn hay sao em, hay là em làm cho người ta? Dạ cái đó là ngành hàng của nhà mình luôn hả chị? Nhà mình luôn. Dạ. Bây giờ nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm đi. Ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ và biết nấu ăn. Khuyết điểm thì không có nhiều lắm, chỉ là hát không được hay lắm và nhảy không được đẹp. Hát không hay, nhảy không đẹp. Không sao, mấy cái đó là phải chuyên môn của mình đó. Mấy cái đó không phải khuyết điểm, cái đó là chuyện bình thường. Dạ. Vậy thôi hả? Vậy thôi, có đơn gì giản nữa hả? Mọi thứ khá là đơn giản. Còn nhà trai? Thôi giờ ưu điểm trước đi anh ha. Rồi. Ngoài nấu ăn thì công việc nhà em đều làm được hết. Giỏi. Là một sinh viên có tốt nghiệp đại học. Có nghe không? Có tốt nghiệp đại học. Đó là ưu điểm đó, đúng rồi. Có ở dơ đồ không? Dạ không, em... Tao đâu ở dơ, tao làm quản lý bán siêu thị mà ở dơ đâu ra mà hai. Tao hỏi khuyết điểm đó, thì không có ở dơ là không có khuyết điểm mà. Là không những không dơ mà ở rất là sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp luôn. Rồi còn có cái tật xấu gì không? Về em có hút thuốc. Hút thuốc nhiều không? Khi ở một mình thôi. Khi ở một mình, còn hai mình là không hút đúng không? Có người là em hút không hút. Được, có người là không hút. Hy vọng hôm nay về có người khỏi hút luôn. Vậy mình có mấy người, mấy mối tình rồi Đạt? Dạ thật sự là có 3 mối tình. 3 mối hả? Dạ. Khá ha. Dạ. Mối lâu nhất là bao lâu? Dạ 1.5 năm. 1.5 năm. Dạ. Ít nhất là nhiêu? Chắc tầm khoảng 6 tháng. 6 tháng hả? Dạ. 3 mối đó, mối nào đậm đà nhất? Mối đậm đà nhất là chắc có nghĩa là chắc mối thứ 3 luôn á. Mối thứ 3 luôn, 3 năm á hả? Dạ, 1.5 năm. Nhưng mà đậm đà, 1.5 năm, đậm đà quá sao chia tay? Khi mà trình bày có quan điểm với lại những cái mà phù hợp trong cuộc sống như cũng như là trong việc khi mà kết hôn thì lại không thể đưa ra một cái ý kiến chung với nhau á. Chỉ có những lúc mình nói tới kết hôn thì không có hợp thôi đúng không? Dạ đúng, có nghĩa là khi đến giai đoạn đó. Giai đoạn đó, chút xíu mình nói vụ này trước với bên kia nha. Hợp là mình tới luôn. Rồi nhà gái thì sao, tình duyên thì sao? Đến hiện tại thì em vẫn chưa có mối tình nào chính thức. Còn nói về gọi là trên tình bạn với tình yêu ấy, thì cũng có vài mối, nhưng mà đó là kiểu như say nắng thời học sinh hoặc là sinh viên thôi, chứ còn gọi là hai người yêu nhau và tiến tới tìm hiểu nhau thì chưa có. Trời ơi, người thì không có khuyết điểm luôn, tính tình thì dễ thương nhưng mà chưa tìm được người phù hợp hả? Vậy bây giờ em nói luôn đi về cái mong muốn tìm một người đàn ông của mình như thế nào? Mong muốn của em cũng khá đơn giản thôi, chỉ cần chiều cao bằng hoặc là hơn em. Ngoài ra thì về độ tuổi thì sẽ lớn hơn em là bạn nam đã đáp ứng được rồi. Và tiếp theo đó là gọn gàng và ngăn nắp, em không thích những người ở bờ bộn. Bên đây quá gọn. Dạ. Và nếu mà được thì biết nấu ăn đó. Có nấu ăn luôn, trời ơi, nãy tao nói từ đầu luôn mà. Dạ đúng rồi, em thấy bạn nam rất là kiểu đúng chuẩn gu của em. Đúng gu luôn nè. Bây giờ
em yêu cậu gì em nói theo giống bên kia, chứ nãy bên kia nói là giống hết vào đây rồi đó. Một bạn nữ cao tầm 1m60 trở lên là được rồi. Rồi có thể quản lý được, quản xuyến được gia đình, có thể làm được việc là tôn trọng người cha mẹ, các bậc tiền bối. Rồi có thể ứng xử được với lại những người như gì, hoặc là những đứa trẻ em, hoặc là gì đó. Ừ. Có thể ứng xử được với tất cả mọi người. Giao tiếp ứng xử tốt đó ha. Dạ. Mời qua. Cao. Để tôi qua đây. Có cao. Bên đây cũng cao xinh lắm. Có xinh luôn. Nụ cười rất là tươi. Bạn này giao tiếp rất là tốt luôn. Không? Rồi. Dạ. Mình có ghét cái gì cái đàn ông không thích nữa không? Dạ có một cái điểm mà lúc nãy bạn Nam có nói mà em không thích, đó là hút thuốc. Bởi vì hút thuốc thì nó rất là có hại cho sức khỏe, không chỉ cho cái người đó mà chính những cái người xung quanh nữa. Đúng rồi. Cho nên là nếu mà được, em hy vọng là bạn Nam có thể bỏ hút thuốc luôn. Bạn nói một câu rất hay, tức là bạn không hút thuốc ở chỗ nào có người. Nhưng mà bỏ được luôn thì tốt. Đúng, dạ, nếu mà bỏ được thì tốt ạ. Yên tâm, nếu vậy là bỏ được. Còn cái người mà hút ghiền rồi đó, nó khác. Ha. Dạ. Vậy em muốn bỏ lúc nào cũng ở cái bên. Kè kè 24/24 cho chị là bỏ hả? Được không? Ừ, được. Bây giờ là khoảng bao lâu thì mình có thể nghĩ tới chuyện kết hôn á? Thật ra cái thời gian mà kết hôn thì em không có đặt nặng cái vấn đề. Ừ. Tại vì em luôn sẵn sàng cho cái chuyện kết hôn đó. Tại vì đang thiếu một chú rể bên cạnh thôi. Quá đã. Nói nghe nè, bên đó chuẩn bị sẵn sàng lấy vợ chưa? Dạ rồi. Lấy vợ giùm ở đâu? Có nhà riêng gì không? Dạ, em thì đã có nhà riêng và đã cũng đã ở riêng đã cũng 7 năm rồi. Có nhà riêng rồi? Dạ đúng rồi. Ở riêng 7 năm luôn? Dạ đúng rồi. Thì ban ngày thì em về bên nhà mẹ để em làm việc, em sắp xếp tất cả công việc. Buổi tối thì em về bên nhà em ngủ. Nhà riêng ở đâu? Dạ, nhà riêng ở quận Gò Vấp. Gò Vấp hả? Gò Vấp giờ đất vàng đó. Có nhà riêng được rồi. Có đất trồng vườn không? Dạ, căn biệt thự của mẹ em tới 1.000 m². Trời ơi trời. Tôi còn có nữa đó. Mình hỏi bạn gái nè, đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đến với em trai của mình. Em ruột á hả? Dạ vâng. Trời, thấy em ruột thấy cao cỡ nào rồi ha. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh ạ. Em chào MC Ngọc Lan ạ. Mình thấy nhà trai. Thấy nhà trai sao? Em thấy anh trai ở đây là cao to ạ. Là rất tốt ạ. Nhưng mà ngon. Có cái khuyết điểm là như đàn ông bây giờ hiện đại là không có hút thuốc á. Cho nên là em xin anh là bỏ muốn được hút thuốc đây là được. Dạ. Câu hỏi mình có cái ok. Ok đúng không? Dạ. Ha ha, bỏ ha. Bỏ. Nhà tôi có trái cây tôi ăn không, tôi không cần hút thuốc gì luôn. Ừ. Rồi nhà, mình đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ của em luôn. Mẹ em. Xin kính chào Quỳnh Minh và các giả đại Ngọc Lan. Xin chào các tất cả các quý vị trong trường quay. Mình xin hỏi con một câu. Con có biết làm việc nhà không? Dạ, cái việc đó rất là... Con làm rất là nhùng nhuyễn luôn rồi cô. Từ nhỏ là con đã làm việc nhà rồi ạ. Cô có một mình Đạt thôi. Dạ. Con có chịu làm dâu không? Dạ, việc đó con cũng rất là sẵn sàng. Thông minh, dứt khoát, giao tiếp tốt. Vậy đủ rồi. Đủ rồi. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Thôi bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Chị kéo tóc cho, chờ xin nha. Bắt đầu đi Đạt. Rồi, tiến tới. Đi lại. Tiến lại luôn, Đạt. Anh có quà để tặng em ha. Dạ, em cũng có một món quà tặng anh. Rồi. Mở 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 quà ra coi cái gì. Một chai nước hoa đến từ Hoa Kỳ. Ý nhiều quá. Được không? Dạ, rất là thơm. Trời, thơm tới tấp rồi. Dạ, đây là cái quyển sách có cái tiêu đề là Tôi không thích ồn ào. Và nó phù hợp với tính cách của em. Và em nghĩ là anh cũng phù hợp với cái quyển sách này. Anh cao 1m bao nhiêu? 77 em. Ồ, không sao, 77 là hơn em rồi. Em chỉ có 1m7 thôi. Đối với anh thì anh nghĩ tình yêu như thế nào trong cuộc sống hiện đại bây giờ? Tình yêu là sự yêu thương, chia sẻ, thấu hiểu. Và quan trọng nhất trong tình yêu là sự tôn trọng lẫn nhau. Dạ vâng, thì đó cũng là cái ý nghĩa mà em cũng đang hướng đến, đó là sự tôn trọng giữa hai bên. Và quan điểm về con cái thì
đối với em thì con cái sẽ không có quan trọng là nam hay nữ nữa, bởi vì trong xã hội hiện đại mà. Nhưng mà nếu mà con cái thì mình nên có nhất hai trẻ thì nó sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì về tài chính của sau khi hôn nhân ấy, nhưng mà riêng quan điểm của em về cái vấn đề này là tiền của ai người đó giữ thì sẽ không bị ảnh hưởng, hoặc là sẽ không có bị trách móc nha. Những cái vấn đề mà hiểu lầm về tiền bạc thì nó không có nên trong cuộc sống. Bây giờ anh nói vậy ha, về vấn đề tài chính thì trong gia đình anh có thể lo được. Tiền của em làm, em cứ giữ đó và em có thể lo cho gia đình em, ba mẹ đi. Nhưng mà có thể một ràng buộc một vài trách nhiệm cho em là em có thể, ví dụ như 3 tháng, 4 tháng em phải mua những cái đồ dùng trong gia đình, xà bông hay cái gì đó, để có một sự trách nhiệm đối với gia đình như vậy thôi. Dạ, thì cái việc sống chung và sống riêng em không có muốn gọi là tách bạch ra, nhưng mà ý là cái ngôi nhà mà mình sẽ sống ấy, sau khi kết hôn thì cái ngôi nhà đó nó không phải còn là của mỗi gia đình anh nữa, mà nó cũng có thêm em vào trong đó, đúng không? Đúng. Thì em cũng là cái người có trách nhiệm đó, cái ngôi nhà đó của mình. Thì mình cũng có thể là mua sắm cái đồ dùng trong gia đình, tại vì đó là cái nơi mình sinh sống mà. Chứ không phải là đặt nặng là vấn đề tài chính là của anh hay là tài chính của em, mà là cái ngôi nhà của chung thì chúng ta phải công bằng lẫn nhau, đúng không? Em là em thích sự công bằng và thẳng thắn lẫn nhau, đúng không? Dạ đúng rồi, em thể hiện cái sự tôn trọng giữa hai bên. Thật ra mỗi bạn quan điểm đều đúng hết, cách nói nó hơi khô thôi. Anh nghĩ là không sao đâu, vấn đề đó các bạn sẽ cân đối được. Và sao thôi, có mẹ ở đây mà. Tôi không ý kiến trong chuyện này, tại vì... Còn nếu tiền bạc mà có gì lấn cấn để tôi giải quyết cho. Bây giờ anh muốn các bạn đến với nhau, nắm tay nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau để xem cảm xúc nó như thế nào. Nào, nắm tay bạn gái. Nhiều bạn gái đứng lên nào. Nhiều bạn gái đứng lên, đó. Đó. Thì nãy giờ những gì em nói thì anh cũng thấy em là một trong những người anh nên tìm. Thì nếu mà được thì em cho anh cơ hội để tìm hiểu em và để đi xa hơn. Dạ trong cuộc đời sống này. Dạ vâng. Vẫn nắm tay hát cho nhau nghe một đoạn bài hát nào đó. Cùng xe Marika hành chiếc bê ít sọ. A ba cơm, ơ ma cơm, e kì cơm. A ba cơm mùn tung tung hẹ. Ơ ma cơm mùn na xin hẹ. E kì cơm mùn na mô cú giáo hoa. Ư sư cha đàn ta. Hát tiếng Hàn, mình đáp tiếng Hàn đi. Sarange, sarange. Sarange là gì? Hiểu không? Ta có thể nói vui, có thể đùa với nhau. Nhưng đã đến lúc các bạn hãy nhắm mắt lại, lắng lòng mình lại, kiểm tra xem con tim mình có thực sự rung động hay chưa. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nào nắm tay nhau đi. Nắm cái chân tay vào với nhau. Đó, đúng rồi. Nắm chặt tay nhau, đừng buông tay ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Rồi, chúc hai em hạnh phúc ha. Dạ, cảm ơn. Rồi. Thì cảm ơn. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Con chào chú Quyền Linh, con chào cô Cát Tường, chào quý vị khán giả. Con tên là Dương Cẩm Giang, năm nay con 24 tuổi, sinh ra và lớn lên Đồng Tháp, nhưng hiện tại gia đình con đã chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh sinh sống hết rồi. À, mình đang làm công việc gì? Dạ, trước đây á thì con làm thư ký nghiệp vụ cho một văn phòng thừa phát lại. Cuối tháng 7 này thì con đã nhận việc làm thư ký cho một công ty bất động sản. Rồi, mời bạn nam. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay ạ. Em xin giới thiệu, em tên là Trần Công Minh. Em hiện tại đang làm trợ lý quân nhu của tại trung đoàn 935 sân bay Biên Hòa. Là sao em? Công việc của em là liên quan đến ăn uống và ăn mặc ạ. Ồ, này ngon rồi nha. Tức là xe theo dõi về chuyện ăn uống hậu cần này kia ha. Dạ đúng rồi ạ. Quần áo này kia ha. Dạ đúng ạ. Bạn bao nhiêu tuổi, quê ở đâu? Dạ năm nay em 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Biên Hòa. Hiện nay cũng đang làm việc ở Biên Hòa luôn đúng dạ, không? Dạ vâng ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em thì hay mất nước. Anh trai mà nói nặng một xíu là tự nhiên cái nước mắt chảy thôi mà không biết chảy vì sao. Chà chết à. Cái này là em hơi hiền lành, hiền quá nên dễ bị ức hiếp. Ví dụ như lúc nhỏ hai anh em đi học có một cái anh kia anh cứ hay giật tóc em. Xong cái về không dám mép mẹ mà còn không dám nói bố luôn. Xong là về kể anh trai cái là hai anh em bài kế ra. Đợi cái bạn đi ngang nhà xong rồi anh ôm cái bạn nó lại xong rồi em cắn một cái xong rồi chạy vô nhà hai anh em đóng cửa lại. Trời ơi, cũng nghĩ không. Nhưng mà giờ em yên tâm, nếu em có một bạn trai là quân nhân thì anh chị nghĩ là không ai dám ăn hiếp em. Dạ.
Nhược điểm thứ ba là em dễ bị mềm lòng lắm. Điển hình như là một lần đó, bạn kia bạn mượn tiền em, biết là thế nào là một là mất tiền, hai là mất bạn, cũng quyết định là cho mượn tiền. Cuối cùng là y như vậy. Dạ, mất bạn, mất luôn tiền. Còn còn nữa hả? Dạ không. Khuyết điểm nhiều vậy? Dạ hết khuyết điểm. À, giờ tới ưu điểm. Ưu điểm thì sống đơn giản, hiền lành, nhiệt tình, vui vẻ, thích làm những công việc nhà, làm đồ handmade chẳng hạn, ví dụ như cái hoa này là do em tự làm. Ồ. Dạ. Rất là khéo tay. Dạ, thường rảnh rỗi thì hay phụ mẹ làm việc nhà hay giúp đỡ anh trai. Rồi. Mời bạn trai giới thiệu về ưu điểm và khuyết điểm của mình. Dạ anh, về ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, không hút thuốc, không rượu bia. Đôi lúc là hơi cầu toàn quá nên là người ta nhận xét là hơi khó tính á. Mới lại nhiều khi em kiểm soát cảm xúc không được tốt lắm á. Có nghĩa là ví dụ như kiểu em nghe một bài hát nào đó mà động lòng thì có thể không. Rất là buồn, đến lúc mà khóc luôn hả? Ví dụ như là bài Cha là đồ lắm không của Phạm Hồng Phước á. À, em thuộc bài đó không? Cũng có nhưng mà không. Hát vài câu đi. Cả cuộc đời với cha, chỉ sống để yêu một người là mẹ của các con thôi. Có lẽ cuộc đời còn có bao nhiêu lần mười năm nữa, cha kể tôi nghe. Anh cảm nhận giọng hát của anh như thế nào? Dạ, giọng của anh rất là ấm, rất là truyền cảm. Nghe rất là hay. Khóc không? Nghe rất ấm. Nghe ấm lòng. Cặp này gặp nhau có chuyện gì khóc rồi không biết ai dỗ ai. Về tình trường thì sao, em trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em đã trải qua hai mối tình ạ. Một mối tình là thời em học lớp 12 và một mối tình là năm cuối ở đại học ạ. Mối tình cuối này kéo dài không em? Dạ kéo dài một năm, chia tay là do khoảng cách xa, địa lý xa quá. Ở đâu mà xa? Dạ đến lúc em ra trường là người yêu em ở Hà Nội, còn em thì vào trong Biên Hòa làm việc, bố mẹ cô ấy cũng không đồng ý là cho yêu xa vậy. Bạn gái bên kia hiện nay đang ở đâu vậy? Dạ con ở Bình Thạnh. À Bình Thạnh ở Biên Hòa nó cũng không xa lắm. Không xa đúng không? Dạ. Mình trải qua bao nhiêu mối tình em? Dạ chính xác là hai mối tình. Từ nhỏ tới lớn đến lúc mà học năm nhất năm hai đại học luôn á là chưa có quen ai hết. Là bởi vì mẹ luôn luôn dặn là trời ơi con ơi lo học trước đi rồi yêu sau. Sau đó tới năm 3, năm 4 đầu mẹ chuyển suy nghĩ là hối là phải quen bạn bè rồi. Người ta bạn bè người ta đã có bồ hết trơn rồi, tới lượt con đó. Xong thì cũng có quen một bạn lúc học đại học. Nhưng mà lúc đó do hai bên bận học này nọ rồi cũng chia tay. Bây giờ bạn mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Con là người sống đơn giản nên mong muốn một bạn trai cũng là một người sống đơn giản thôi. Chân thành, hiền lành như là bố của con là được rồi. Tại vì bố con là người rất là thương mẹ con. Nhiều khi là bố mẹ cãi nhau là bơi xuồng ra ngoài ruộng xong rồi cãi nhau xong rồi về vui vẻ lại bình thường. À không để cho con cái phải chứng kiến những cái cảnh bất hòa của hai vợ chồng đúng không? Điều gì em không thích ở người bạn trai? Chỉ là bạn không cần gia trưởng là được. Bạn trai, mẫu người bạn gái của em thì sao? Dạ một chút gì đó cá tính á, thông cảm, biết sẻ chia. Em có phải là một người gia trưởng không? Dạ không ạ, em không có tính gia trưởng. Này hiền lắm, không có gia trưởng đâu ha. Anh thấy mặt rất là dễ thương, phúc hậu, rất là hiền nữa. Em không thích gì điều gì ở bạn gái? Em chỉ ghét hai sự tính là giả dối và phản bội ạ. Hôm qua mà còn có giả dối phản bội không em? Trong tình yêu thì không chấp nhận được điều đó. Ôi chào em. À, anh bên đây dễ thương, hiền lắm. Nhưng mà cái khoảng cách từ Bình Thạnh tới Biên Hòa đó em thấy như sao? Không xa lắm đúng không? Dạ. Nếu mà sau này mà hai bên xác định thì con có thể chuyển về công tác Biên Hòa cũng được. Oh, hay quá. À, lấy quân nhân á thì cũng phải chịu hy sinh một số vấn đề gia đình cá nhân, thí dụ như là thời gian nè, sự chăm sóc nè, hay sao? Con là người phụ nữ gia đình đó, theo nghĩa phụ nữ truyền thống thì con nghĩ vấn đề này rất là bình thường. Bình dạ. Thường dạ. Ồ như vậy tốt rồi, vậy là chú yên tâm rồi đó. Chứ đàn trai đẹp trai nha, có không? Ờ trời ơi đừng có ưu tiên nha. Không ưu tiên đâu. Bây giờ nếu như mà được á thì bạn muốn khi nào tiến tới hôn nhân? Thời gian thì con nghĩ là chắc là do bên nam quyết định đi con, thì sao cũng được. Giá tỷ người ta muốn lấy luôn 3 tháng 6 tháng tới là lấy luôn, chịu không? Chắc nghĩ là chắc mẹ gả luôn. Mẹ gả luôn. Em nghe quân nhân là em có sợ bị gián hiếp hay có ngại gì không hay là thích? Dạ cảm thấy rất là ngưỡng mộ những cái anh quân nhân, tại vì họ có một cái nề nếp kỷ cương rất là rõ ràng. Chính xác. Dạ riêng ngoài đường thấy như anh quân nhân rất là ngưỡng mộ. Hèn chi mộ được một ngày nào đó được gặp anh chụp một tấm hình ké cũng được. Lát nữa em chụp hết mấy anh này luôn ha. Hèn chi chưa chân đòi xuống đi quà ở rồi. Wow, được ha, quá dữ ha, hoài. Cô này cô nói cô rất ngưỡng mộ mấy anh quân nhân. Mà nhìn anh này chắc ngưỡng mộ dữ nữa. Dạ.
Được. Muốn ăn có ăn nè, muốn mặc có mặc nè. Quần nhu mà. Nhu là trắng da dài tóc luôn ha. Trắng da dài tóc luôn. Bây giờ Tường hỏi bạn nè, bây giờ nếu được thì khi nào bạn tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là thời điểm hôn nhân để mà chín chắn mà tới tiến tới hôn nhân để lo cuộc sống gia đình sau này thì em nghĩ là khoảng 2 năm nữa. 2 năm nữa. Dạ. Sau này nếu mà cổ đi theo em xuống Biên Hòa thì em có lo cho cổ được không? Dạ được ạ. Nhà ở Biên Hòa luôn mà. Được ha. Rồi tôi thấy quá hợp lý rồi. Bây giờ mình hỏi người thân thôi. Hôm nay em đi với ai bạn gái? Dạ hôm nay em đi với chị họ và em Trang. Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường, chào khán giả trường quay. Giang ơi, bạn trai là cái mẫu người đúng như em chọn đó. Dạ. Hiền, dễ thương. Còn em trai bạn Giang của chị là không có phản bội đâu. Dạ. Rất là ngoan. Không có phản bội, yên tâm đi, chỉ bảo đảm rồi đó. Ổn quá chị hả? Rồi cảm ơn. Thì được rồi ha Giang ha. À, không biết là mấy anh có anh nào sẽ đại diện cho Minh nhà trai ạ? Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả xem truyền hình. Anh muốn nói với Minh mấy câu như thế này này. Em Giang bên này thứ nhất là hiền, thứ hai là ngoan, thứ ba là thông minh, xinh đẹp, đẹp lung linh đấy. Thế và anh thấy là rất hợp với Minh. Thế còn anh nói với Giang là Minh là một người rất là ngoan, ngoài phẩm chất đạo đức chính trị rồi về năng lực chuyên môn rất là tốt. Minh còn rất là tài giỏi trong việc đi chợ. Và thứ hai là thêu thùa may vá, gập quần áo là chuyên ngành đấy. Thế là anh hy vọng hai người sẽ đến với nhau. Trời, quá tốt. Là giới thiệu của thủ trưởng rất là ý nghĩa. Nấu nướng này kia, đi chợ ha, may vá thiêu thùa số 1. Trời ơi, chị là chị bóng liền chứ chị không. Giờ hiếm có người đàn ông mà đi chợ mua may vá thiêu thùa lắm em ơi. Rồi, thôi bây giờ là nói thì nói vẫn theo thủ tục là hai bạn phải gặp nhau, trò chuyện tâm tình coi mình có cảm tình với nhau hay không nha. Kéo màn lên. Cười ăn không ngoài kia nè. Xanh luôn ha, thấy đồng phục không? Màu xanh hy vọng. Các bạn cứ từ thoải nhiên thoải mái đi nha. Hiện tại cảm xúc của em nào khi nhìn thấy anh? Dạ, cảm thấy rất là hồi hộp. Lần đầu tiên được gặp một anh quân nhân rất là đẹp. Em sở thích của em là bây giờ em thích đi xem phim, uống trà sữa hay như ba cô gái khác không? Dạ. Thỉnh thoảng thôi anh, thường thì rảnh thì em ở nhà đọc sách, thêu, em thích thêu, nấu ăn, làm bánh. Dạ. Em không có câu hỏi gì với anh à? Dạ. Lần đầu tiên anh gặp em, anh cảm thấy thế nào? Thì nãy như lời của anh Cường nói thì em rất là hiền, ngoan, nhỏ nhắn, xinh xắn. Và em thứ bảy nhật em có rảnh. Thường em làm từ thứ hai thứ bảy từ 8:30 đến 5:30, còn những các buổi tối thì em đều rảnh, thứ bảy chủ nhật rảnh, chỉ có thứ ba với thứ năm em đi học tiếng Trung thôi. Vậy thì cơ bản thời gian là chung với thời gian rảnh của anh. Nếu có dịp thì chúng ta sẽ hẹn hò. Em có một bài hát nào đó tỏ tình với cô gái không? Hai người đứng lên để nhìn thẳng mắt nhau trong lúc hát đó. Nào, đứng sát vào nhau. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay, ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây, những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lắng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Anh gái cảm nhận những giây phút vừa qua thế nào? Rất là hồi hộp và tay rất là run ạ. Giọng anh rất là ấm, rất là truyền cảm và ngọt ngào. Em đồng ý hẹn hò với anh nhé. Để tay mình nút bấm đi các bạn. Lãng mạn quá. Suy nghĩ thật kỹ. Quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3
Hết thời gian. Rồi, nắm tay nhau đi các bạn. Thật sự nãy khi mà hai bạn cầm tay hát đó, tin chắc rằng ở trên mạng nhiều người bắn tim cho các bạn lắm. Đẹp, rất là lãng mạn. Cố gắng tìm hiểu nhau nha. Dạ. Những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng là của các bạn. Quà tặng mà Viettel dành cho hai bạn đó là mỗi người một chiếc điện thoại kết nối 4G trị giá 2,2 triệu, có cài sẵn ứng dụng Mocha. Khi sử dụng ứng dụng Mocha, các bạn có thể gọi điện, chat và đặc biệt là xem phim nghe nhạc cùng nhau, rất là thú vị. Hai bạn nhớ phải liên lạc với nhau nha. Nào, hôn nhau cái nhân ngày gặp mặt đi. Hôn đi. Hôn đi. Xem hôn đi. Bé dễ thương, dễ thương. Mà cũng dễ thương nữa thiệt á. Mới gì đưa vô con này. Trời ơi. Quá dễ thương luôn. Thôi chúc các bạn sớm trở thành cặp đôi dễ thương nhất trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nhé. Dạ, em cảm ơn anh chị ạ. Rồi, cảm ơn hai bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc. Cỡ 3-4. Cỡ 3-4 vậy đó hả? 3-4 cộng lại là 7. Trời ơi. Dòng qua bên đây. Ừ, chàng quá liền. Mời già gái giới thiệu cho mình nè. Dạ, em tên là Lê Thị Thu Hà. Hôm nay em 30 tuổi. Em đang buôn bán tiền ăn tự do. Em kinh doanh cái gì? Dạ, em buôn bán đồ ăn với quán nhậu. À, đồ ăn quán nhậu hả? Em ở đâu? Bán ở đâu? Ở Bình Tân. Là mình sống ở Bình Tân luôn? Dạ. Rồi, cô gái của chúng ta 30 tuổi. 30 dạ. tuổi, sống ở Bình Tân. Làm buôn bán đồ ăn sáng. Rồi, mời nhà trai. Em tên Tý, ở Bến Tre. Tên gì? Em tên Võ Văn Tý. À. Em ở Bến Tre. Em năm nay 36 tuổi. Trí làm gì? Dạ, hiện tại em mua bán. Mua bán gì Trí? Dạ, trái cây. Trái cây á hả? Dạ. Bán ở chợ nào? Chung là em bán, em bỏ mối xong rồi còn thường tôi lại em đi bán chạy chợ. Rồi mở Bến Tre mở với ai? Dạ, hiện tại em làm có một mình. Một mình hả? Dạ. Rồi ba mẹ ở đâu? Ba mẹ thì ở nhà. Em xưa giờ em tự lập. Em không có, em làm chỉ có một mình. Nhưng mà em có ở chung ba mẹ không? Dạ có, đi về vậy đó. À, tức là sáng bán xong rồi chiều cũng về ở với ba mẹ đúng không? À, thời gian rảnh em mới về. Ủa vậy là em ở trọ? Dạ, mà em mướn mặt bằng đó. À. À, tức là em mướn mặt bằng rồi em ở tại mặt bằng mình bán luôn. Ừ. Dạ đúng rồi. Rồi dạ. Nhà em chủ bán nó về tới ba mẹ gần không? Khoảng 3 cây số. À gần mà. Rồi nhà ba mẹ đang ở với ai nữa? Còn anh thứ ba. Thứ ba. Rồi mời nhà gái cho chúng tôi rồi. Biết chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi. Khuyết điểm. Dạ, ưu điểm của em thì em nhanh nhẹn mạch mát, còn khuyết điểm của em thì em hơi nóng tính. Nóng tính hả? Dạ. Như em đang cảm không? Đúng rồi, em đang hơi khan tiếng á. À, bạn ấy đang hơi khan tiếng nên nó nóng tính lắm em hả? Cũng nóng hơi hơi thôi. Rồi bên nhà trai tôi hiền lành lắm nha. Lỡ nóng khách tính. Đang ăn mà khách làm mình nóng giận lên rồi làm sao? Cái đó mình kìm được. Kìm được ha. Đúng rồi. Tôi thấy nhà trai hơi bị hiền á. Hả? Hiền nhút nhát đúng không? Chung là thì nó có hơi nhút nhát với nữ thôi, còn chứ em ra đường thì nói chung em bán buôn bán rồi này kia rồi. Ra đường là không ăn hiếp em được đúng không? Phải không? Ừ vậy thì được. Chứ thấy em nhút nhát hiền nữa rồi bán trái cây sao mà rủ người ta lại ta mua trái cây người ta không trả tiền rồi sao? Nhà gái bên đây là hơi nóng tính rồi, nhà trai bên kia không biết làm sao à. Còn em có nóng tính không? Nói chung là em ít khi nào nóng tính đó. À. Còn nóng tính em làm gì? Nóng quá đó. Nóng quá em bỏ dặn em đi. À, chú phải bóp nát trái cam hả? Tự nhiên lịch sử lại hiện về. Bán trái cây mà nhiều khi nóng không biết làm gì, bóp trái cam cho nát hay vậy đó. Rồi bên nhà gái còn khuyết điểm gì nữa không? Dạ không. Không hết hả? Rồi nhà gái đơn giản chỉ có nóng tính thôi. Nhà trai ưu điểm khuyết điểm là gì nè? Em chỉ có ưu điểm là của em là em thẳng thắn. Ừ. Còn khuyết điểm của em là hơi nói nhiều một tí. Em nói nhiều hả? Trời sao nó giờ ngồi em ru rồi trời. Tại vì mua bán cái mua bán nói suốt vậy đó hả? Ta thu đại nè, ta thu gì đó cam xoài mít ổi gì đó, ta thu vô cái loa trong thế phát ra khỏi nói. Có thu chứ, nhưng mà điều cái khi khách quen anh. Ừ. Ta nói chuyện với mình phải nói chuyện với người ta chứ. Em có khuyết điểm này nặng nhất à? Khuyết điểm của em hả? Ừ. Khuyết điểm của em nãy nói rồi. Có rồi, nhưng mà khuyết điểm nào mà nặng nhất á? Có gì không? Ví dụ như là cọc cằn, mấy người hiền hiền lành cũng hơi cọc lắm á nha. Nói chung là cọc thì hiếm lắm. Hiếm, có muốn lộn lộ dai rồi bây giờ chưa? Chưa. À, thôi vậy cũng được. Đường tình duyên bên nhà gái sao?
Dạ, đường tình duyên của em thì em cũng quen cũng nhiều mối tình, nhưng mà mình là chưa suy nghĩ tới cái chuyện là có gia đình nhá. Cái bây giờ tới tuổi thì em cũng suy nghĩ có gia đình, nhưng mà lại chưa không tìm được cái đối tượng mà mình cảm thấy phù hợp với mình. Dạ. Nào giờ em quen mấy mối tình rồi? Em cũng quen cũng nhiều. Có dạ. Mối tình nào sâu nặng không? Cũng 2-3 năm rồi, cái giống như lúc đó là mình chỉ nghĩ còn chơi. Nhưng mà bây giờ tới rồi tuổi em bỏ cái... người ta, dạ. Em làm người ta đau khổ. Chào em gái. Dạ. Có thể nói một số mối tình nhiều là nhiều số mấy? Cỡ 3-4. Cỡ 3-4 vậy đó hả? 3-4 cũng là 7. Trời ơi. Khá đó, mình đầy bạn lĩnh đó. Mà quen mà không nghĩ tới kết hôn cho nên thôi bỏ. Dạ đúng rồi, lúc đó là đang còn suy nghĩ đang chơi á chị. Nhưng mà bây giờ tới tuổi rồi cái... Tới tuổi là nhiêu? 30. Giờ muốn chồng thì chưa? Không, ý là em cũng quen để mà tìm hiểu thôi. Tại vì nếu mà hợp thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Lấy liền không? Chưa biết. Chưa biết là có xác định không? Xác định là kết hôn không? Dạ, nếu mà hợp thì xác định kết hôn. Phải hỏi cho rõ. Bên đây thử coi, mấy mối tình rồi? Dạ, em được một mối tình, em quen được 3 năm. Này chắc chung. Tại vì lúc đó em còn khó khăn, thì người đó đợi em thêm 2 năm nữa, công việc em ổn định đó, rồi tiến tới. Em ra người đó với bên nhà gái, người ta không đồng ý đợi. Thôi thì lấy chồng. Dạ. Bây giờ em không quen. Tội nghiệp không? Lâu chưa? Nay 6 năm. 6 năm rồi. Trời ơi. Không quen mối tình 3 năm mà kêu ta đợi 2 năm nữa cho có sự nghiệp, không đợi. Người ta lại lấy chồng rồi, ở vậy luôn 6 năm rồi đó. Thấy thương không? Rồi từ đó tới nay không quen ai hết hả cưng? Dạ không, em chỉ lo làm. Có cô nào lại mua trái cây rồi khoái không? Nói chung là nhiều người khoái em lắm, nhiều người đều con gái. Em không làm như nếu mình coi ổng sao mình không... Nhiều người khoái không dữ lắm. Nhiều người khoái nó lắm á. Nhiều người khoái em dữ lắm. Ừ. Rồi chào nha trai. Nhiều người khoái dữ lắm hả? Mà sao không chịu? Tại em lo công việc của em. Tại... Chưa có sự nghiệp hả? Nói chung giờ công việc của em thì nói chung em cũng ổn định rồi. Ổn chưa? Ổn rồi. Bây giờ lấy vợ về có nuôi vợ rồi nuôi thêm con nổi không? Nói chung bình thường. Bình thường vậy là được rồi. Tự tin rồi đúng không? Vậy thì bây giờ mình muốn lấy một người vợ như thế nào nè? Em chủ yếu em không có đòi hỏi gì hết á. Chỉ chủ yếu về công việc của em. Tỉ như em đi ra đường em bán, thì ở nhà thì bán được nhiêu được. Thì lo cơm nước em về, cứ tới buổi em đi về em ăn vậy thôi. Chỉ vậy thôi hả? Ví dụ người ta không có nhà nấu cơm nước, ta cũng lo đi làm ăn kiếm tiền rồi thì... được không? Được, thì chuyện đó thì mình tính tiếp nữa. Sao? Ra quán mình ăn gì đó rồi vậy xong. Cô bên này là nấu đồ ăn sáng để bán mà. Dạ. Nên là bán dạ. Không hết là về ăn trưa luôn. Tối luôn. Là cơm nước là đầy đủ, lúc nào ở nhà cũng có đồ ăn. Chưa chị chù ta ấy. Không, thôi nấu dư ra. Trời ơi, tao bán sáng mà kêu để ăn trưa tối luôn. Người ta không có nói ý đó, mà cái người mà đáng tán tội là cái người mà nói vô á. Thấy không? Dạ. Thấy chị Lan không? Thấy nói vậy nè, là con bán đồ ăn sáng, vậy thì á là bán hết, trưa hai đứa đi ăn cơm tiệm cũng được. Đi ăn nhà hàng, đi sang. Hả? Bán hết đi ăn nhà hàng. À, cho nó sang đúng không? Dạ. Cô này cũng vui mà. Thật ra anh bên kia hiền lành, chất phác. Cô này cũng hơi lanh mà rất là vui. Hai người hợp nhau á. Buôn trừ được. Người bán ăn sáng, thôi vậy tôi gom lại một mặt bằng đi. Dạ, ăn sáng trái cây. Ăn sáng mua trái cây luôn. Đó. Rồi trưa cái bán ăn trưa mua trái cây nữa. Nói chung là bữa ăn nào cũng cần phải có la set. Đúng rồi. Đó. Được không? Hợp lý không cưng? Dạ. Hợp lý ha. Đó, hay quá trời. Bây giờ mình muốn có người yêu như thế nào? À, em giống như là hiện lành. Biết tính toán làm ăn là ok. Đúng với anh kia luôn. Hiền lành, tính toán làm ăn. Cũng vì lo làm ăn mà không cưới được vợ đó. Để gì nữa, muốn gì nữa? Dạ, như là... Em ghét đàn ông điều gì? Ấy là kiểu như là đừng có nhậu với đây. Nhậu thì vẫn được, nhưng mà mình phải biết hạn chế. Anh kia chắc không có đi bán trái cây xong về có hay đi nhậu không? Dạ, hiếm lắm. Em là đi nhậu phải có tiền mới nhậu. À, tức là nhậu là phải ra tiền thì mới nhậu đúng không? Cũng như mình làm với một người nào đó, rồi mình ra kiểu như có thêm một cái quan hệ đó. Mối quan hệ ra à, tiền thì làm mới nhậu. Hợp lý. Không, thực ra là nhậu ngoại giao á. Ảnh nhậu ngoại giao thôi chứ thực ra ảnh ít đi nhậu lắm. Thôi, anh thấy hai người hợp với nhau đó. Bây giờ này chị hỏi em nè, em thích con trai có ngoại hình như thế nào, em có cái hình mẫu nào không? Cao ráo, nói chung cũng phong độ xíu thì cũng ok, tướng được xíu là được. Tướng được là sao? Tướng được là sao mới được?
có một mẫu hình nào mà cao ráo chút có gì? Mẫu hình nào mà thể so sánh tướng cao chút được, tướng được chút được không? Dạ hơi cao cao xíu. Cao cao cỡ ai? Vĩnh Thụy không? Trắng hay đen? Không, đây là nước da thì bình thường thôi, trắng đen gì. Nhưng mà phải cao một chút. Dạ. Cao hơn em được không? Cao hơn em, tất nhiên phải cao hơn em được. Rồi. Ví dụ như giờ á, tình hình ví dụ giờ em về Bến Tre, em theo chồng về Bến Tre được không? Thì nếu mà làm ăn mà mình có cái chỗ làm mình... Đúng, hợp lý. Bến Tre bây giờ phát triển lắm. Bến Tre giờ gần, thật ra Bến Tre về thành phố Hồ Chí Minh gần lắm. Đi có tiếng rồi. Lên chỗ em mà có chỗ làm ăn thì vẫn cũng có làm được, nói chung là sẵn kinh doanh buôn bán thì ở đâu sẵn thì mình chỗ nào bán trái cây mình ké đồ ăn sáng luôn, không tốn tiền mặt bằng. Chỗ của em là ngay khu công nghiệp Tân Tảo, chỗ đó làm ăn dễ làm ăn lắm. Cái chỗ của mình của em á thì giờ kéo nó lên bán trái cây khu công nghiệp cũng được. Đó, hợp lý. Chỗ của em là em ở ngay khu công nghiệp nên em bán đồ ăn cũng được á. Thôi người thân em là ai vậy? Không, em đi lên đây là những gì em giấu thì nhà không ai biết. Giấu hết đúng không? Dạ. Rồi để đây để chị Lan lo ở đây cho. Rồi nhà trai đi với ai? Dạ em đi có mình à. Đi mình hả? Dạ. Rồi để ông. Tôi lo luôn. Tôi vừa bán trái cây vừa bán bún bò luôn. Rồi. Thôi. Mở rào. Xong bắt đầu tiến tới nha. Mình dùng kỹ năng của mình, kỹ năng bán trái cây đó. Giờ mình đi cua gái nè. Tiền tới. Hôm nay em lên đây gấp quá, em chưa chuẩn bị gì cho nhà trai hết. Hả? Tại vì em lên cũng gấp quá thì em chưa chuẩn bị được gì cho nhà trai. Không cần. Dạ. Mời anh ăn bún bò là được rồi. Dạ. Dạ. Về chỗ rồi. Nào? Ngồi đi nè. Đó. Trò chuyện giao lưu với nhau nè. Em thích người mẫu em quen đó là như thế nào? Dạ thì cũng bình thường là được rồi. Thôi. Tức là em cũng không đòi hỏi là phải cao sang. Quan trọng là cái tính tình thôi. Chung là anh thì cũng dễ lắm. Anh chủ yếu là xấu đẹp anh hỏi hàng vấn đề gì đó. Anh luôn là nó biết làm vậy thôi. Anh chủ yếu là cũng như đó. Thì anh lên đây thì nói chung thì đi một hay gì hay. Dạ. Đó. Thì như em nắm được có thể chừng nào tiến tới được. Thấy được thì khoảng chừng nào tiến tới được đó. Dạ thì bây giờ nếu mà thấy được thì cùng tìm hiểu xem là có hợp nhau hay không rồi mình sẽ tiến tới. Lâu không? Khoảng bao lâu? Thì trong năm nay thì anh. Dạ. Nói chung thì anh giờ nào đã sẵn sàng. Dạ. Mình tìm hiểu một vài tháng đi. Rồi dạ. Thì như em cảm thấy được ok thì anh tiến tới. Dạ. Còn không được thì mình xem như là bạn bè vậy thôi. Dạ. Rồi cái khoảng cách vậy đó. Mình hẹn hò sau nói với bạn gái biết đi, hai đứa coi tìm cách nào đó làm sao. Em thì em hiện tại bây giờ em đang làm ở trên thành phố. Dạ. Em cũng buôn bán luôn. Nói chung là giờ giấc của em thì nó cũng tự do, không có phải như đi làm công ty này kia. Nói chung anh thì cũng vậy thôi. Nói chung là anh thì như muốn hẹn hò gì đó. Thôi là em chỉ em điện anh, mai em sắp xếp lên ăn uống gì đó hoặc cà phê pháo gì đó. Thì nói chung là anh bắt đi giờ nào là anh đi giờ đó. Tại vì anh không có lệ thuộc ai hết. Yeah. Đó, được đó. Hai đứa không lệ thuộc hết trơn. Ở kia bán ăn sáng là bận thôi. Từ trưa tới chiều em là... Em bận tới trưa. Từ chiều làm gì? Chiều ở không làm gì hết. Ở không tôi xuống Bến Tre phụ bán trái cây. Ha? Giờ có tuyến xe buýt đi tới Tiền Giang luôn. Yeah. Hả? Tới Tiền Giang xong bạn trai đón qua bên kia. Hay cũng vậy. Nếu bữa nào mà ở dưới chiều không có bán thì sáng lên phụ bán bánh bún bò với bạn gái. Được không? Thì thỉnh thoảng thì chắc có lẽ được. Thì thỉnh thoảng chứ phải bỏ lên đây hoài rồi ế trái cây tiền đâu cưới vợ. Bỏ lên đây hoài là mất mối luôn. Nói chung là em cũng có lo ngại về những chuyện đó. Thì với em lên đây em có người bán ở dưới. Có người bán đúng không? Có lính đúng không? Dạ. Đó. Thì em tới hai bãi rồi. Hai bãi dưa. Hai bãi rồi ha. Có nhiều người cũng có ba bốn bãi luôn á. Rồi bây giờ nè. Em hỏi bạn gái đi, giờ tính hình em thích trai gái gì đó rồi có về Bến Tre với anh không gì đó. Em tự nhiên giờ mình có gia đình đó, em thích có làm dâu. Không, em thì em thích một kiểu là tự do. Tự do? Dạ. Kiểu như mình tự lập á. Nói chung là anh này tự lập nhỏ cho lắm. Cho nó thoải mái, tại vì em cũng tự lập mà đó giờ em ở trên đây cũng tự lập không. Nói chung là anh cũng vậy thôi, cưới nhà đó. Dạ. Nói chung là cũng không có làm dâu đâu. Nói chung anh cũng có còn người anh thứ ba, anh cũng có nói rồi. Giờ cũng như chia ra tư riêng hết rồi. Dạ. Anh sống như cũng gần nhà đó, anh đi tới đi lui vậy thôi. Hỏi chuyện con cái đi. Con cái thì hiện giờ mình có gia đình, em thích con trai con gái. Trai gái gì nó cũng được, cái giờ mình yêu thương đó là được. Em không quan trọng
một trai hay một gái gì hết á. Hai trai cũng được mà hai gái cũng được. Có nuôi nổi hay không? Cái đó thì bình thường chứ đâu có gì đâu mà nuôi nổi. Bây giờ em nói đi, em đã chuẩn bị gì cho cái việc cưới vợ rồi, em nói cho con gái biết thì con gái có thử tự tin về Bến Tre. Nói chung á, bây giờ anh vốn á thì nói chung là anh không có nói ra, tại vì bây giờ tính anh thì thẳng thắn lắm, đủ tiền cưới vợ được. Yeah. Nói chung là anh nói thẳng, anh có gia đình, anh nói chung là anh không có giúp ai hết. Tuy rằng tại vì hôm nay anh có thể, tại vì anh mất công việc, anh đi chở đồ đi bán gì, dù gì tới nhà là chương trình điện cho anh. Kể là bữa nay anh lên được thì anh đang chở đồ cho người ta đó. Dạ. Thì thành ra gấp gút quá, thành ra anh cũng không chuẩn bị gì hết. Nói chung là anh đưa lại cho mấy người bạn làm chạy giùm á, sau hên cái thứ là cũng không được, thì cái anh mới chạy lên đây. Nói chung là chắc mình cũng có cái duyên hay gì đó. Dạ. Cái duyên đó bây giờ vậy hai bạn cái chuyện đó là duyên nợ đó ha. Chúng ta gặp nhau trong sự gấp gáp. Rồi, hai đứa nhìn thẳng vô mắt nhau đi. Thấy bạn gái sao, trong lòng mình sao, mình mong muốn gì, có thích bạn gái về Bến Tre không, nói luôn đi. Nãy giờ anh nói chuyện với em, anh thấy em vậy đó, rồi anh chịu gì của em, không chịu gì của em, nói luôn. Anh mong muốn gì nói luôn. Nãy giờ theo quan niệm của em nói chuyện nhanh. Bình thường thì em cũng thấy, hiện tại bây giờ thì thấy cũng hợp lý, còn tìm hiểu thì mình chưa biết. Còn em nói sao, nói đi con trai. Giờ anh cũng không biết nói gì hơn, thì tự nhiên giờ bây giờ mình lên đây là cũng hẹn hò như vậy, thì mình bấm nút hay có gì mình tìm hiểu nhau sau. Dạ. Rồi chút xíu mình gặp ấy, mình đi uống ly cà phê gì đó, mình lấy số điện thoại rồi nói chuyện tiếp nha. Okay. Rồi ok, về ghế ngồi đi, để tay nút bấm bên trái đó. Hai bạn hãy suy nghĩ lại về những gì chúng ta vừa trao đổi với nhau. À, xem là chúng ta có thực sự là một nửa mà chúng ta đang đi tìm hay không. Những lúc chúng ta nắm tay nhau, đó là những cái giây phút mà chương trình cho thời gian để các bạn giao lưu về mặt cảm xúc. Các bạn hãy bình tĩnh suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình. Và sau khi quyết định thì các bạn phải có trách nhiệm với quyết định của mình nhé. Bây giờ thì Ngọc Lan sẽ đếm, và sau 3 tiếng đếm bấm nút hay không thì màn hình sẽ hiển thị 1, 2, 3. Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau nào. Đó, một nụ hôn đầu tiên. Rất quyết liệt. Cảm giác sao em gái? Hơi rung. Hơi rung hả? Thấy sao, cảm giác sao? Cũng hơi rung. Không phải hung, thấy sao, cảm giác hung sao đó. Cảm giác này 6 hay 5 mà chưa có hung ai hết. Làm cái nửa bên trái luôn cho nó hợp lý, cái nửa bên kia má bên kia luôn nào. Được rồi. Má bên kia vòng qua bên này. Ừ, chàng quá liền. Sáu năm rồi ta chưa hôn nhau đó ha. À, thôi đó là một cái duyên nợ các bạn đã gặp nhau, hãy tạo điều kiện cơ hội để gặp nhau nhiều hơn nữa, để yêu nhau, để đi đến kết hôn với nhau. Một chặng đường cũng khá dài, nhưng cố gắng chăm sóc, giữ lấy những cái gì mình đã nói trò chuyện ngày hôm nay nha. Yeah. Ok, bạn gái đang cảm hả? Dạ, em cảm được, bố mình được. Ừ. Rồi. Em mới vui làm được.